chị. Cái này mình làm nhiều lần hả? Lần được nhiêu đó hả? Nghĩ nó đang thắc mắc là cái vấn đề gì. Thơm quá, thơm quá. Rồi, vậy là ăn được rồi đó hả? Bếp nướng hả? Rồi, đem đây, đây, tên, tên. Rồi, hèn chi nè. Cho em luộc nước dừa nha. Ủa, hết chưa? Bật rồi chị ơi, chị. Con đi lên. Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà của bà Bảy nha các bạn. Bà Bảy tức là chị của bà Tám. Rồi hôm nay ở đây có tổ chức cái tiệc sinh nhật nhỏ nhỏ. Mình cũng được cái lời mời đến dự buổi sinh nhật. Mình cũng ghi lại cái khoảnh khắc nhỏ nhỏ này để chia sẻ cùng các bạn ha. Mời tất cả các bạn cùng với gia đình của mình cùng thưởng thức cái buổi sinh nhật này ha. Mời các bạn nha. Từ từ. Nè nè, làm đây nè. 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Người ta chưa hát xong đi chơi mà hỏi đèn cày tiêu rồi. Rồi, vô đi, vô tiền đưa đó, xong rồi đó. Rồi, lên bia rồi coi. Mấy đưa cho mấy. Cái ba này với cái con nữa rồi. Rồi cắt cho hai đứa nhỏ này ăn đi cho nó. Thôi đốt lên cho thổi. Hai đứa hỏi thêm chén không? Hai thiếu. Rồi, giỏi quá. Rồi. Rồi vô. Vô cá đâu? Vô đi, vô đi. Trời ơi, cái đâu? Đi mà hỏi cá đâu? Cá gì đó. Được. Quá anh Khang thì chứ. Con về cho Khang dục quân bên đó Khang. Mẹ. Mẹ đó chứ. Thằng voi. Cái đầu nó bụng chuông. Lấy hai dĩa Lina, lấy hộp dịch cho luôn, cúp cho Lina. Cái bảy đứa đũa mẹ. Vô hả mẹ. Con lấy con sớt cái đó vậy. Nhanh nhanh nhanh. Vô. 1 2 3. Vô. Ừ, vậy đó. Chồng ơi giỡn tròn. Bên đó không có kìa. Đây, đây mời các bạn ăn tôm. Tôm sông nè, bự lắm. Ăn luôn. Nhảy hơn là mẹ nha. Mời ở đây lúc đầu cũng đây, tôm đây các bạn ơi, ăn đi. Đây bà Bảy đây, mời tôm nè, tôm bự đây. Từ đây. Đây 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 để bên tôi bóc hai tay luôn nè. Nè. Đây. Có còn hai cái chứ. Rồi bỏ vô. Cảm ơn bà nội nha. Mà ăn hay mà chơi không ơi. Mà cái này dùng tôm với mình nha. Giờ với bánh kem của mình vậy. Lạnh tới đây được cái để đây ông cái bánh tôm. Rồi cái. Rồi ông. 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 Nhìn tôm cắn là thấy chưa? Càng thịt không luôn. Đây táo mà. Tôm này mới bự. Ờ cái hàng này là chà bá nái kìa. Cái này tôm với mình nha. Chạy nước miếng, chạy nước miếng nha. Ăn đi thôi mấy đứa nhỏ vậy. Đi lấy cho. Miếng lau. Ăn cho ba. Ba cho ba. Rất ngon nghe cái này. Anh ơi, nghe sướng rồi. Trời ơi. 1 2 3. Vô. Tao cũng đi đó rõ anh quên nha.
Đây mình mời tất cả các bạn ăn tôm nha. Còn kìa. Ờ cái mấy lâm lộn đó ăn mà khỏi cần lột ra để cắm con nhai luôn mà. Thiệt. Con đang ẩm cổ. Trời. Cút bự con hả? Cút bự con. Nó qua thì có lần nữa nghĩ trời ơi trời có tiền mua cái ăn đã. Bấm nó bắn cút thịt cái cút đẻ. Nào nó bụng trả vô. Bắn hả? Đang thức ha. Đang đẻ vậy. Người đẻ bán cổ. Tôm chầm ba không đi cái nằm ngủ trời ơi. Con chầm ba luôn á, hai tôm hơn nha. Tại không nuôi đó. Này mua mời lên. Mua mới hôm qua mua vậy mời. 1 2 3 vô. Mời cái lên dắt cái cắm nhà cái gì? Qua bên rồi. Con nhà mà đây. Thấy con cái hũ muối nhiều ý gì dữ luôn. Đúng rồi. Mình cứ giải ra chút cút là được cái lụa. Lấy cái hũ muối nhiều ý rồi. Cục 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 á. Em thấy ở đâu rồi đó. Mà cái nằm ở đâu. Thấy đâu thì mày lấy đi. Cái cửa. Không có cây ức. Cái cửa. Vậy chị lấy cho cái gì? Cái cửa cậu đóng luôn. Cái hũ muối. Rồi lấy nhóc. Để muối lên được rồi. Cái dĩa bún đó y thinh luôn con làm có dĩa đó. Hả? Ăn đồ khô mà làm gì bún? Ăn dĩa là đi. Mình cũng xin tạm dừng cái video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào. Chào.